Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Thanh truyền hình Cà Mau. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 7 tháng 9 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 để thảo luận cho ý kiến đánh giá về tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2024, tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Mở đầu phiên họp, trước tình hình bão số 3 với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã thành lập Bộ Chỉ huy Tiền phương tại Hải Phòng để chỉ đạo công tác phòng chống bão. Một số bộ trưởng, thứ trưởng và đoàn công tác đã về các địa phương, nhất là các tỉnh thành ven biển, để chỉ đạo đôn đốc công tác phòng chống bão. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã huy động lực lượng ứng trực và giúp dân phòng chống bão. Thủ tướng cũng đã liên tiếp có các công điện về theo dõi diễn biến, tổ chức các biện pháp phòng chống bão. Nhìn lại tình hình tháng 8 năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, tình hình thế giới vẫn diễn biến nhanh, có cả yếu tố tích cực, tiêu cực đang xen, nhưng tiêu cực nhiều hơn. Tuy nhiên, tình hình kinh tế xã hội tháng 8 nước ta tiếp tục xu hướng tích cực, tốt hơn tháng 7, tính chung 8 tháng tốt hơn cùng kỳ trên các lĩnh vực. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ tập trung đánh giá trên tinh thần không tô hồng, không bôi đen, tạo khí thế phấn khởi, củng cố niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Do đó phải nhìn nhận khách quan sâu sắc, có con số chứng minh cụ thể, đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Thưa quý vị, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào khoảng 19 giờ hôm nay ngày 7 tháng 9, bão số 3 sẽ đi vào đất liền phía Đông Bắc Bộ với cường độ cấp 9, giật cấp 12, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng, cấp 3 ở khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa. Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của cơn bão này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì họp trực tuyến với các địa phương và trực tiếp đôn đốc chỉ đạo công tác dự báo bão số 3. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, sáng nay nhiều khu vực trên đất liền phía Đông Bắc Bộ đã chịu ảnh hưởng rõ rệt. Dự báo từ trưa nay, nhiều tỉnh thành phố phía Bắc gió sẽ mạnh dần lên. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, tố lốc và gió giật mạnh. Phát biểu tại buổi họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai công tác dự báo cần có khuyến cáo cụ thể với từng khu vực, từng mốc thời gian theo hướng chi tiết nhất có thể. Ngay bây giờ thì các cái cơ quan chuyên môn dự báo về tài nguyên nước, dự báo về hải văn là công chí cần phải cùng phối hợp và sẽ đưa vào để cập nhật sớm và cung cấp sớm hơn. Nếu trước đây là 3 tiếng một giờ thì một lần thì bây giờ là công chí cố gắng là 2 tiếng, 1 tiếng. Và nếu có thể nhanh hơn nữa, đúng không? Đề nghị là các bộ ngành, các cơ quan liên quan chúng ta tăng cường cái tinh thần cảnh giác và tinh thần là tập trung, đúng không? Để trong công tác chỉ đạo. Đấy. Và phải quyết liệt, đúng không? Và phải tập trung ở mức cao độ. Thứ hai nữa là cần phải có những biện pháp để duy trì công tác điều hành. Thủ tướng Chính phủ hôm nay từ sáng sớm có chỉ đạo là thành lập một cái gọi là ban chỉ đạo tiền phương ở quân khu 3 đặt tại thành phố Hải Phòng. Trước diễn biến phức tạp và khó lường của bão số 3, cơ quan phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục duy trì nghiêm lệnh cấm biển, đảm bảo an ninh an toàn cho khu sơ tán dân, neo đậu tàu thuyền lồng bè. Khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài đường nếu không có việc thật sự cần thiết, cho học sinh các cấp nghỉ học để bảo đảm an toàn. Tăng cường công tác thông tin truyền thông để các cấp chính quyền cơ sở và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng phương án, lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Để ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 3, Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các địa phương có ảnh hưởng của bão thực hiện các phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu. Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa trên địa bàn, triển khai tốt kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu, rà soát các khu vực có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, để có phương án cụ thể, đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng. Khối lượng hàng hóa nhu yếu phẩm dự trữ ước tính đáp ứng từ 5 đến 10 ngày sử dụng. Trường hợp thiên tai kéo dài trên diện rộng,
Bộ đã huy động hết nguồn hàng dự trữ tại địa phương nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu. Địa phương sẽ đề xuất hoặc huy động từ các nguồn, các đơn vị trong và ngoài tỉnh để đảm bảo ứng cứu kịp thời. Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau có chuyến kiểm tra thực tế tại huyện Đầm Dơi. Từ đầu năm 2024 đến ngày 6 tháng 9, huyện Đầm Dơi đã xảy ra 92 vụ thiên tai, ước tổng thiệt hại hơn 6 tỷ đồng. Trước tình hình trên, địa phương đã tăng cường củng cố Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Tuy nhiên, do địa hình ven biển có nguy cơ cao xảy ra sạt lở khi mưa lớn kéo dài. Trong khi đó, địa bàn rộng có nhiều tuyến đường giao thông ven tuyến sông, kênh rạch nên nguy cơ sạt lở, sụt lún nghiêm trọng hơn. Qua kiểm tra, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong công tác phòng chống thiên tai, nhất là xây dựng các phương án tình huống cụ thể, sát thực tế, chủ động phòng ngừa, tránh tư tưởng chủ quan lơ là trong công tác phòng chống thiên tai. Trước đó, đoàn có chuyến kiểm tra thực tế tại các điểm neo đậu tàu thuyền tránh trú bão, các điểm trường nơi sơ tán người dân khi có thiên tai lụt bão tại xã Nguyễn Quân. Tại huyện U Minh, từ đầu mùa mưa đến nay, thiên tai đã làm sập và tốc mái 32 căn nhà của hộ dân, ước thiệt hại gần 1 tỷ 700 triệu đồng. Để chủ động ứng phó với thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện U Minh chỉ đạo các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, các ngành liên quan của huyện, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tập trung theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, thường xuyên kiểm tra, giám sát địa bàn, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp đến các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân biết, hướng dẫn hỗ trợ người dân chủ động thực hiện chằng chống nhà ở, chủ động phòng tránh ứng phó kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, huyện Ngọc Hiển chỉ đạo các xã thị trấn kiểm soát chặt chẽ phương tiện ra vào cửa biển, theo dõi diễn biến thời tiết, hướng di chuyển của bão, tuyên truyền đến ngư dân để kịp thời ứng phó, tránh trú an toàn. Ngoài ra, các đồn biên phòng trên địa bàn huyện còn liên lạc thường xuyên với các tàu cá trên biển, bố trí lực lượng sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Thưa quý vị, khoảng 4 năm nay, đường Huỳnh Thúc Kháng thuộc khóm 7, phường 7, thành phố Cà Mau, đoạn từ cầu Huỳnh Thúc Kháng đi huyện Đầm Dơi đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặc dù tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nhưng vẫn chưa được khắc phục sửa chữa kịp thời, gây bức xúc cho người dân sống xung quanh khu vực này. Người dân nơi đây cho biết họ chứng kiến những vụ va chạm, tai nạn giao thông hàng ngày. Điều này vừa gây tâm lý hoang mang cho người điều khiển phương tiện, vừa tạo tâm lý bất an đối với các hộ dân sống ở đoạn đường này. Qua tìm hiểu được biết, gần như ngày nào cũng xảy ra những vụ tự té ngã, nhất là thời điểm trời có mưa và vào ban đêm. Người dân nơi đây đều thống nhất việc nâng cấp, sửa chữa từ mặt đường theo kết cấu nhựa sang kết cấu bê tông cốt thép. Tuy nhiên, chờ đợi bao năm nay, ngành chức năng vẫn chưa thực hiện được. Từ đó, tuyến đường này cũng thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là giờ cao điểm từ 11 giờ đến 12 giờ trưa và từ 17 giờ đến 18 giờ vào các ngày làm việc hàng tuần. Phức tạp dữ lắm, té lên té xuống, rồi có người chở đồ đi té xuống ướt hết trơn luôn, rồi có người ngã nhiều lắm, mà không biết sao mà họ không làm. Cô thấy là cái lộ này là yêu cầu dữ lắm mà thấy không có làm, là ở bên từ thiện người ta cho mấy xe đá rồi làm rồi tới đây là còn nhiều lắm, mà lúc này nó còn mưa mà bây giờ thấy vậy họ cũng không quan tâm tới gì hết trơn á. Cái đường lộ này thì nó xuống cấp chậm chậm lắm, nhưng mà đi xe ổ đồ gà đồ nhiều lắm, mà đi ra thấy học sinh người già đồ người ta té đồ nhiều, mình thấy tội nghiệp thì mới đổ lên, cũng như là nhờ còn một phần cái đoạn đường đằng đó nó nhờ chức năng cơ quan ở số khóm địa phương rồi lo lên, chứ tôi đổ trong đây hết là 50 mấy khối rồi đó, cũng như nhờ chính quyền địa phương ở đây đang lo cho dân ở đây, học sinh tới mùa học sinh nó đi tới nơi rồi. Để thôi xa té, rồi lấp té, lấp sách sổ ướt nữa, rồi tội nghiệp cho học sinh. Làm được cái lộ như gì đây, đất tết để cho người dân người ta đi, để cho thôn quê mà, ở thôn quê người ta đi cái lộ nào được sạch sẽ người ta mừng. Ở trong chậm chậm người ta phản ảnh dữ lắm đó, ở trong quận người ta đi ra đây, đường này người ta té, người ta phản ảnh rồi. Em này là đi học cũng té, con cháu tôi đi học về cũng té ướt mình mấy chân, té khúc đó đó, ướt chân luôn. Rồi tôi nói, ủa sao kỳ vậy, đánh lộn hay gì? Nó không có, mới té đó.
Do người đi đường liên tục tự té ngã, va chạm giao thông, người dân nơi đây đã cắm biển cảnh báo và đặt để vật dụng trước các ổ gà, ổ voi để tránh các vụ việc đáng tiếc xảy ra. Thế nhưng lại không giúp ích được nhiều cho người đi đường. Vì trên thực tế, những vụ té ngã, va chạm vẫn diễn ra hàng ngày. Riêng vào giờ cao điểm, phương tiện lưu thông đông thì tình trạng ùn tắc giao thông là không thể tránh khỏi. Bởi lẽ học sinh đã tụ trường, trên đoạn đường này lại có khá đông phương tiện chở vật liệu xây dựng có trọng tải lớn thường xuyên lưu thông. Yêu cầu chính quyền là cấp trên người ta quan tâm tới cho cái lộ này để cho người ta đi lui đi tới, người ta mua bán. Yêu cầu cho trong chính quyền địa phương ở đây là lo cái đường nước thông thống ra cho nó chảy ra để cho cái đường lộ đi, để cho mà học sinh nó đi mùa cái học này thôi. Tôi vậy yêu cầu cho mấy ông chờ và mấy ông về đây cũng ở phường đồ gắn, tao yêu cầu mấy người trên cấp trên rồi xuống đây coi xem xét như độ này coi thế nào, đặng mặn cho từ đây tới Tết thì có lộ đi đó. Đường Quỳnh Thúc Kháng có nhiều đoạn xuống cấp, trong đó đoạn cách cầu Quỳnh Thúc Kháng khoảng 300m là hư hỏng nặng nhất, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, nước động dũng mỗi khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn ngành chức năng quan tâm thực hiện các quy trình để được sửa chữa, nâng cấp kịp thời, đảm bảo cho người dân lưu thông dễ dàng hơn. Tiếp tục kiểm tra về tình hình triển khai thực hiện công vụ, tổ kiểm tra của Sở Nội vụ đã có buổi làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau vào chiều qua. Ngay từ đầu năm, lãnh đạo Sở Xây dựng đã chỉ đạo các phòng tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, luôn bám sát vào chương trình, kế hoạch đã ban hành và kịp thời điều chỉnh những nhiệm vụ không phù hợp quy định của nhà nước. Đến nay, các nhiệm vụ đồng bộ, đảm bảo tiến độ, chất lượng, công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, lồng ghép vào nhiệm vụ trong từng lĩnh vực xây dựng. Đội ngũ công chức viên chức Sở Xây dựng có trình độ đại học trở lên, không có trường hợp công chức viên chức bố trí chưa đúng vị trí việc làm được phê duyệt. Tổ kiểm tra công vụ ghi nhận các bộ phận chuyên môn tại Sở Xây dựng được bố trí sắp xếp khoa học, cán bộ công chức làm việc đầy đủ, thái độ niềm nở, công tác lưu trữ đảm bảo. Tuy nhiên, tổ cũng lưu ý đơn vị cần bổ sung thêm một số văn bản trong triển khai nhiệm vụ công vụ, niêm yết một số văn bản theo quy định tại cơ quan, đồng thời ghi nhận những kiến nghị khó khăn vướng mắc mà đơn vị đang gặp phải. Giai đoạn từ nay đến hết ngày 14 tháng 12 năm 2024, Cà Mau sẽ tập trung điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2024. Vậy phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật được quy định như thế nào? Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 được xác định ra sao? Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các cấp trong thực hiện chính sách liên quan đến hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nội dung này sẽ được phản ánh trong chương trình Giảm nghèo bền vững hôm nay. Theo kế hoạch, hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trần Văn Thời sẽ tập trung hỗ trợ phụ nữ xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, giúp hội viên thoát nghèo bền vững thông qua mô hình cụ thể như mỗi chi hội giúp một hộ thoát nghèo hoặc thoát cận nghèo, hỗ trợ hộ thoát nghèo, không tái nghèo bằng nhiều biện pháp như giúp cây con giống kỹ thuật, mô hình 10 trong 1, 10 chị em khá giả giúp một chị em khó khăn, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh huyện để hỗ trợ vốn cho chị em hội viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế. Nhờ đa dạng hóa các phương thức giúp đỡ nên tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên phụ nữ đã giảm dần qua từng năm, tỷ lệ khá giàu ngày một tăng lên. Mỗi năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện có kế hoạch rà soát để nắm tình hình hội viên, qua đó kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm mới trong phát triển kinh tế để tiếp tục nhân rộng phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trong hội viên phụ nữ tại cơ sở. Ngoài cái việc mà giúp đỡ về cái vật chất cho mà hộ nghèo, hộ cận nghèo thì hội cũng chú trọng vào cái việc mà giúp đỡ là tăng cường sức khỏe rồi đời sống tinh thần. Từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm này thì chúng tôi đã giúp thoát được 290 hộ nghèo, cận nghèo là thoát nghèo bền vững. Hiện tại thì cái số mà hội viên phụ nữ nghèo thì còn rất ít. Theo đó, phương pháp điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2024 được thực hiện theo phương thức điều tra viên cùng trưởng ấp khóm căn cứ danh sách hộ gia đình cần rà soát, trực tiếp tới nhà những hộ thuộc địa bàn quản lý để thực hiện khảo sát, thu thập thông tin của hộ gia đình.
theo các biểu mẫu có sẵn, dựa trên các tiêu chí như mức thu nhập bình quân đầu người, mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản và thông tin để phân loại và chấm điểm, từ đó có thể xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo. Căn cứ theo cái kết quả mà điều tra rà soát nghèo hàng năm, thì bên cạnh đó thì đảng ủy ban hành cái quyết định phân công các cái ngành đoàn thể cũng như là các cái tổ chức chi bộ đảng để phụ giúp cái hộ nghèo trên toàn xã. Giảm nghèo thì chúng ta phải giảm nghèo trên cơ sở là bền vững, tạo mọi điều kiện đối với từng hộ tùy theo hoàn cảnh cụ thể để chúng ta có điều kiện để chúng ta giúp đỡ họ nâng lên, không phải họ thoát ra mà chúng ta bỏ, nghĩa là thoát ra rồi chúng ta cũng vẫn tiếp tục để làm sao tạo điều kiện họ để họ vươn lên để bền vững. Theo kế hoạch để thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cà Mau phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2024 còn 1,2%. Số hộ nghèo đến cuối năm 2024 còn khoảng 3.675 hộ, giảm 1.225 hộ. Thưa quý vị, Trung Quốc là thị trường có nhu cầu rất lớn đối với tiêu thụ dừa tươi với trên 4 tỷ trái dừa mỗi năm. Do đó, nghị định thư về xuất khẩu dừa tươi chính ngạch sang thị trường Trung Quốc được ký sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho ngành hàng trái cây Việt Nam. Do đó, các địa phương, cơ sở đóng gói, dùng trồng, bố trí đầy đủ nguồn lực để chuẩn bị tốt cho đợt kiểm tra sắp tới. Doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với dùng trồng, cơ sở đóng gói để đảm bảo đạt tiêu chuẩn. Các hệ thống kiểm dịch thực vật tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong xuất khẩu, nhưng cũng phải đảm bảo việc kiểm tra, kiểm soát lô hàng xuất khẩu. Năm trước, Việt Nam đã xuất khẩu đi các thị trường 30.000 tấn dừa tươi và 320.000 tấn sản phẩm dừa chế biến. Sau khi cả Mỹ và Trung Quốc đồng ý cho nhập khẩu trái dừa Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu dừa được dự báo sẽ đạt 1 tỷ đô la vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới. Xã Trí Lực, huyện Thới Bình hiện có hơn 2.900 hecta đất sản xuất tôm lúa, trong đó có trên 1.000 hecta đạt chứng nhận AC. Dự kiến cuối năm 2024, xã có thêm 700 hecta đạt chứng nhận này. Đây là sự xác nhận cấp quốc tế đối với thủy sản được nuôi có trách nhiệm, giảm thiểu tối đa tác động xấu lên môi trường, hệ sinh thái, cộng đồng dân cư và đảm bảo tốt các quy định về lao động. Từ những hiệu quả tích cực mà mô hình mang lại, xã Trí Lực, huyện Thới Bình tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có những dự án được hỗ trợ triển khai để mở rộng các mô hình bền vững. Cuối tháng 8 năm 2024, kết thúc dự án trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm ở đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2 do công ty trách nhiệm hữu hạn xã hội tôm chứng nhận Minh Phú phối hợp với tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên WWF triển khai tại xã Trí Lực. 83 hộ dân tham gia với diện tích 165 hecta được hỗ trợ nhiều kinh phí, các hoạt động tập trung vào tập huấn kỹ thuật nuôi tôm theo tiêu chuẩn ASC, trồng lúa hữu cơ, nâng cao năng lực của các thành viên trong tổ hợp tác và hợp tác xã, kết hợp với việc hỗ trợ chất đầu vào như là tôm giống, vi sinh, cải tạo ao. Kết quả khả quan là các hộ dân tham gia đều đạt được chứng nhận ASC. Tôi hy vọng là câu chuyện này sẽ tiếp tục được phát triển và chúng ta kết hợp với cái quá trình phát triển nông thôn mới của xã để đưa cái hình ảnh một cái xã xanh, sạch, đẹp, các cái sản phẩm như tôm được chứng nhận quốc tế, như lúa được chứng nhận hữu cơ hay là các cái sản phẩm khác, chúng ta đều định hướng theo cái quá trình phát triển hữu cơ. Như mà chúng tôi từng kỳ vọng là cái xã này nó sẽ có thể trở thành một cái xã mà sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ hay là tuần hoàn cho tỉnh và có thể là một điểm đến cho cả nước. Mô hình tôm lúa thì có thể khẳng định đến thời điểm hiện nay, chúng tôi từ khi mà thực hiện chiến dịch thì mô hình tôm lúa là một trong những mô hình bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu trong cái điều kiện hiện nay. Còn đối với người dân thì họ cũng đang rất là tích cực trong cái việc là thực hiện theo quy trình rồi chuyển đổi bỏ cái thói quen sản xuất truyền thống, sử dụng các cái chế phẩm sinh học, từ đó những cái sản phẩm họ làm ra sẽ có cái năng suất chất lượng hơn. Thời gian qua, mô hình lúa tôm tại xã được đánh giá phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay. Người nông dân tham gia sản xuất cũng dần làm quen với các dự án, hình thức nuôi trồng mới an toàn cho đất, nước, sức khỏe người nông dân
và người tiêu dùng. Thời điểm hiện tại, sau khi kết thúc dự án trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm ở đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2, bà con bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa lúa sắp tới. Năm nay thì chú cấy cũng lúa mùa một mùa đỏ. Đó là tại vì năm nào mình cấy lúa thì như là hạt lúa nó rụng xuống, rồi tới mùa thì nó tụ trong đất thì con tôm nó có thể ăn được, với nó hút được chất bùn dơ trong đất. Thì từ khi mà triển khai các cái mô hình hữu cơ tới giờ năm nào chú cũng phải mặn hết. Nhưng mà lúa đây thì nó ngay mặn là chú rửa đầm rồi cho kỹ. Trồng lúa thì mô hình hỗ trợ nuôi tôm khi mình đưa lên mình cải tạo là rất tốt, an toàn. Rồi đảm bảo cái đất mình, lấy ví dụ như nó có ô nhiễm cái phân tôm là gì nọ thì cái rễ lúa nó sẽ ăn hết cái chất dơ bẩn trên mặt đất mình. Thì mặt đất lúa nào nó cũng trắng tươi, nó đẹp. Khi kết hợp cây lúa với con tôm đạt điều kiện theo quy định, môi trường sẽ sạch, đảm bảo các điều kiện phát triển bền vững. Đây là yếu tố rất quan trọng trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Theo đó, ở những hộ sản xuất, việc tuân thủ và đạt các quy định còn kèm theo cam kết duy trì thực hiện lâu dài để tạo nên sự liên kết bền vững, không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn là vì tương lai phát triển của từng hộ nông dân nói riêng và ngành nông nghiệp địa phương nói chung. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Thời sự tối đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.